Ok, thì để mà các anh chị demo cái nước rửa chén á, thì cũng giống như lần trước thôi, các anh chị sẽ cần một cái chai, một cái cốc nước lọc các anh chị ha, nước lọc, nước máy cũng được. Các anh chị có thể chiết cái chai nước rửa chén ra để các anh chị mang theo cho nó gọn, hoặc là các anh chị mang luôn cái chai nước rửa chén, nguyên một chai nước rửa chén Econova luôn các anh chị. Cái chai này thì nó sẽ có cái khối lượng là 1,1 kg thôi, thì nó cũng nhỏ lắm các anh chị, nó nhỏ gọn nên là thật ra thì mình mang theo cũng được. Còn không thì mình sẽ chiết ra ha. Đây là cái chai sản phẩm ở bên ngoài ha. Nguyễn sẽ cho các anh chị xem sơ qua thôi. Mình sẽ có cái phần tem ở phía trước thông tin, và cái phần ở phía sau thì mình sẽ có một cái chai nó rất là dày, rất là cứng chắc, và có cái phần nắp thì nó có cái khóa nữa các anh chị. Cái chai này nó có cái hay là nó có cái khóa nữa, nên là các anh chị có thể yên tâm trong cái quá trình vận chuyển và bảo quản sản phẩm của mình ha các anh chị. Rất là dày nha các anh chị. Nên là cái chuyện vận chuyển thì mình cũng sẽ tương tự như cái can nước giặt, mình sẽ không có lo là bị đổ vỡ hay là bị trục trặc gì nhiều. Ok ha. Rồi. Thì đây sẽ là cái sản phẩm ở bên trong, được chưa? Mình đây là sản phẩm gọi là nước rửa chén được chiết xuất từ dừa già, đúng không? Trái dừa mà các anh chị hay nạo ra để làm cơm nếp với nước cốt dừa đó. Nên là cái sản phẩm của mình đúng là nó có cái màu giống giống nước cốt dừa các anh chị ha. Màu trắng đục đục thì nó sẽ sệt như vậy. Đây là cái chai nguyên chất. Thì bây giờ Nguyễn sẽ demo với các anh chị một cái đã được pha loãng nha. Ở đây thì Nguyễn đã pha ra rồi. Ở đây thì Nguyễn sẽ pha theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, được chưa? Khi mà các anh chị rửa thì các anh chị sẽ pha với nước theo tỷ lệ là 1:2 hoặc là 1:3 để các anh chị rửa có thể là những cái vết bẩn mà nó kèm cả dầu mỡ khó nữa. Ở đây thì mấy ngày qua Nguyễn xài thì Nguyễn pha với tỷ lệ 1:4 luôn nha các anh chị. Ví dụ mình pha ra 1 lít đó, thì mình sẽ cần là 250 ml. Như vậy á, là với cái chai nước rửa chén này là 1,1 lít đúng không? Thì các anh chị sẽ pha ra thành được là khoảng 4 lít. Được chưa? Thì các anh chị cứ lấy là cái giá bán sản phẩm các anh chị chia cho 4 lít thôi. Thì theo Nguyễn là nó rất là rẻ các anh chị. Được chưa? Nó rất là rẻ để xài. Nó có mấy chục ngàn thôi. Thì mấy ngày qua Nguyễn xài á, thì nhà cung cấp thì hướng dẫn là 1,4, nhưng mà Nguyễn thấy là pha một à sorry các anh chị 1:2 hoặc là 1:3, nhưng mà Nguyễn thấy 1:4 là ok rồi. Nhưng mà nếu mà các anh chị rửa son nồi hoặc là cái chảo chiên đồ á, thì có thể là sẽ cần 1:2 hoặc là 1:3. Còn nếu chỉ là cái chén hoặc là cái tô, cái dĩa, đũa, muỗng, đũa gì các anh chị ăn á, thì các anh chị pha 1:4 là ok rồi. Thì khi mình pha ra thì nó sẽ như vậy, nó sẽ loãng như vậy nè các anh chị. Nó sẽ có cái màu đục đục một chút, nhưng mà nó sẽ không có sền, nó loãng. Được chưa? Nó như nước luôn các anh chị. Ok. Thì cái việc pha từ trước để xài hay không thì tùy các anh chị nha, tại vì cái này nó liên quan tới cái nguồn nước nhà các anh chị nữa. Nhiều khi cái nguồn nước nhà mình nó không ok thì mình không nên pha trước. Còn ví dụ như các anh chị ở thành phố hoặc là các anh chị có thể pha bằng nước sạch, nước lọc thì các anh chị pha để đó cũng được. Hiện tại là Nguyễn pha được khoảng hình như là 5 ngày, nhớ không nhầm là 5 ngày, thì hiện tại thì nó chưa ảnh hưởng gì tới chất lượng sản phẩm khi mà mình sử dụng các anh chị nha. Rồi ở đây là Nguyễn sẽ có một cái lọ nước rửa chén thông thường, được chưa? Thường là nó sẽ có màu vàng hoặc là màu xanh gì đúng không? Ở đây mình sẽ có một cái nước rửa chén thông thường. Ở đây thì Nguyễn sẽ có một cái dầu ăn, thì mình sẽ dùng cái dầu ăn này làm đại diện cho cái vết bẩn khó, thường là khó rửa nhất trên cái chén bát mình, đúng không các anh chị? Rồi thì khi mà các anh chị chuẩn bị cho mình cái đồ demo á, thì các anh chị lấy trong nhà mình ra hai, giúp Nguyễn hai cái muỗng được không ạ? Hai cái muỗng ha, mình mang theo hai cái muỗng này là được. Hai cái muỗng này thì mình sẽ đại diện cho cái dụng cụ ăn của nhà mình. Thì khi mà các anh chị demo hoặc là về nhà các anh chị tự làm để các anh chị trải nghiệm á, thì các anh chị sẽ cho hai giọt dầu vào trong cái muỗng, được chưa? Thì mình xem giống như là mình nấu nướng hoặc là mình ăn xong á, thì dầu ăn nó sẽ bám lại trên cái muỗng, được chưa? Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho sản phẩm nước rửa chén lên trên cái muỗng các anh chị nha. Thì bên đây á, thì mình sẽ cho cái nước rửa chén thông thường. Các anh chị có thể kiếm mấy cái lọ giống giống Nguyễn vậy nè, để mà các anh chị mang theo, các anh chị demo ha, các anh chị chiết ra như vậy là được rồi. Các anh chị nên chiết ra nha, chứ các anh chị cầm cái thương hiệu người ta, các anh chị demo là nó sẽ vi phạm cái nguyên tắc về cạnh tranh không lành mạnh nha các anh chị. Đó nên là mình cứ chiết ra không có nhãn gì hết đi là được. Rồi ở đây thì mình sẽ cho cái nước giặt vào. Đó các anh chị thấy là khi Nguyễn nhỏ ra thì nó như nước thôi, nó lỏng. Được chưa? Này là mình đã pha hết rồi. Rồi sau khi mà các anh chị đã cho cái nước rửa chén và cái dầu ăn nó vào thì mình sẽ khuấy lên, đúng không? Mình làm giống như là cái thao tác mà các anh chị sẽ rửa chén gì đó, các anh chị sẽ khuấy lên.
mình sẽ khuấy làm sao cho cái nước rửa chén và cái dầu ăn thì nó sẽ hòa vào nhau. Rồi, tương tự mình cũng sẽ khuấy ở bên đây. Rồi, ok. Thì mình sẽ cho các anh chị xem cái phản ứng diễn ra nha. Các anh chị thấy là sau khi mình khuấy cái nước rửa chén thông thường với cái mỡ, cái dầu ăn trên cái muỗng thì nó xảy ra cái phản ứng như thế nào các anh chị? Nó sẽ tạo ra một cái hỗn hợp mới mà nó kết tổ nha các anh chị. Nó đục, nó nhớt, được chưa? Nó đặc quánh lại. Nó tạo ra một cái phản ứng kết tổ. Ok. Còn đối với cái nước rửa chén Econova mà các anh chị đã pha theo tỷ lệ như cái mẫu của Nguyễn đó là 1:4 thì các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ không tạo ra một cái phản ứng kết tổ nào hết, nó không có bị sệt lại. Mà nó vẫn là nước này các anh chị thấy nó vẫn di chuyển rất là dễ trên cái muỗng đúng không? Và các anh chị thấy nè, những cái dầu ăn á nó sẽ không bị tan và nó sẽ không bị hòa vào trong cái nước rửa chén để tạo ra một cái kết tổ mới. Mà các anh chị thấy là nó sẽ bị bao lại thành từng cái hạt. Được chưa? Nó sẽ bao lại từng từng cái hạt này các anh chị. Ok. Tức là cái dầu ăn của mình á, nó sẽ không có bị hòa tan vào vào trong cái nước rửa chén. Mà cái nước rửa chén nó sẽ có một cái công nghệ gì đó. Được chưa? Mình cũng chưa có đủ thời gian để tìm hiểu cho nó hết nữa. Thì nó sẽ bao cái hạt dầu ăn lại để nó bốc ra khỏi cái muỗng của mình. Rồi, sau đó thì các anh chị sẽ cho nước vào bên trong hai cái lọ này các anh chị nha. Rồi, mình sẽ cho nước vào để mình tiến hành một cái hoạt động. Đó là các anh chị sẽ rửa thử cái muỗng này cho khách hàng của các anh chị xem về để mình quan sát được cái độ hiệu quả khi mà mình rửa. Rồi, tương tự đầu tiên á, là mình sẽ rửa cái muỗng này. Được chưa các anh chị? Thông thường thì chúng ta rửa thì chúng ta sẽ rửa ba nước đúng không? Các anh chị rửa chén, các anh chị rửa mấy nước à? Các anh chị comment giúp Nguyễn đi à? Các anh chị rửa bao nhiêu nước là các anh chị sẽ cảm thấy đủ sạch để các anh chị úp lên trên cái sóng chén để các anh chị cảm thấy yên tâm. Thông thường là hồi xưa giờ Nguyễn rửa với nước rửa chén thông thường thì mình sẽ rửa là ba lần đó các anh chị, là gọi là tạm yên tâm. Ok, rồi thì mình sẽ nhúng vô đây ba lần được không ạ? Đại diện cho ba lần mà mình nhúng chén vào nước. Một lần, hai lần, ba lần. Rồi, các anh chị thấy việc gì nó xảy ra với cái muỗng mình các anh chị? Nó còn dính rất là nhiều nước rửa chén và cả dầu ở trên cái này đúng không các anh chị? Tức là nó rất khó để nó tróc ra được. Là bây giờ mình phải khuấy 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 luôn nè. Được chưa các anh chị? Giống như là mình giặt đúng không? Mình ủa mình rửa đúng không? Thì các anh chị thấy nè, nó vẫn không hết nha các anh chị. Mình phải tác động thêm cái tay của mình vào nữa thì là cái muỗng của mình là nó mới sạch được. Thì cái việc này á, là nó gây ra cái việc là thứ nhất là nó tốn rất là nhiều nước. Thứ hai là nó tốn rất là nhiều sức. Và thứ ba là do cái này nó tạo ra một cái kết tổ, tức là nó không hòa tan này các anh chị. Thì các anh chị cứ tưởng tượng đi, nó bám vào trong chén của mình, bám vào trong đổ muỗng của mình, khi mình đục vào đầu nóng thì nó sẽ tan ra, rồi mình ăn vô người thì sẽ như thế nào. Cái thứ hai là khi cái này nó đi ra thì ra môi trường thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có bao giờ các anh chị để ý á, là cái cống, cái lavabo của nhà các anh chị á, là sau thời gian là nó sẽ bị nghẹt không? Sau thời gian nó đóng một lớp màu dầu mỡ, một cái lớp váng không? Sau thời gian á, là nó sẽ thối lên không? Thì bởi vì là nó không có trôi đi được các anh chị. Nên là cứ mỗi ngày qua là nó sẽ vô, các anh chị tưởng tượng đi, cái này mỗi ngày nó vô mình miếng 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 á, thì cái đường ruột của mình sau thời gian lâu năm á, nó giống như cái cống nhà mình không các anh chị, được chưa? Có dịp các anh chị đi nội soi cái ruột đi, coi cái ruột của mình nó giống cái cống ở nhà mình không nha các anh chị. Rồi bây giờ là tới cái nước rửa chén Econova đúng không? Thì tương tự mình cũng sẽ nhúng vào nè, một lần, hai lần, ba lần. Rồi các anh chị thấy chuyện gì sẽ xảy ra với cái muỗng của mình các anh chị? Nó sạch bông luôn nha các anh chị, ghê không? Thảo không các anh chị? Đây Nguyễn dùng tay nha, không còn một chút nhớt của cái dầu luôn nha các anh chị, sạch hoàn toàn luôn nha. Đó, rồi bây giờ các anh chị xem cái nước của hai cái này nó như thế nào các anh chị. Một bên đó là nó rất là đục, được chưa? Không biết các anh chị nhìn trên màn hình như thế nào, nhưng mà Nguyễn nhìn ở ngoài nè là nó đục ngầu, nó đục, được chưa? Nó nổi bọt lên, được chưa? Và cái dầu ăn rồi cái nước rửa chén gì đó là nó hòa hết vào đây nè. Thì các anh chị cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày mình cứ xả cái này ra môi trường thì cái môi trường sống của mình như thế nào, rồi mỗi ngày cái này nó cứ vô người mình miếng thì người mình như thế nào. Nhưng mà các anh chị nhìn qua cái này đi, các anh chị thấy gì không? Mà nó trong vắt luôn các anh chị, hay không, ghê ha.
Ở đây thì chắc là các anh chị sẽ rất là khó nhìn thấy được tại vì qua camera. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ thấy rất là rõ nè, các cái hạt dầu là nó sẽ li ti li ti li ti rất là mạnh các anh chị, và nó sẽ được bao lại thành những cái hạt, những cái hạt, những cái hạt. Nó không có bị hòa vào nước nha các anh chị. Do đó nó làm cho cái việc mà rửa trôi cái phần dầu ăn và cái phần nước rửa chén là rất là nhanh. Thì riêng cái chuyện mà các anh chị á, rửa một lần nước thôi á, là các anh chị đã tiết kiệm được 2 thao nước rồi các anh chị. Mỗi ngày các anh chị rửa chén một lần là một tháng là các anh chị tiết kiệm được 30 thao nước rồi đó. Các anh chị tính đi, các anh chị tiết kiệm được bao nhiêu tiền từ cái việc là chuyển đổi từ nước rửa chén thường sang nước rửa chén Econova được chưa ạ?